Thưa quý vị, nhiều người nghĩ rằng khóa cửa nhà là có thể bảo vệ an toàn tài sản nên đã chủ quan trong các thực hiện biện pháp phòng ngừa trộm cắp, từ đó trở thành miếng mồi béo bở trong mắt của các nhóm tội phạm. Và thời gian gần đây, nạn trộm đột nhập tại các ngôi nhà vắng chủ không người trông giữ vào ban đêm lại có xu hướng gia tăng. Các đối tượng đã phá khóa cửa, đột nhập lấy đi nhiều tài sản, gồm tiền mặt và các vật dụng có giá trị. Và ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng Chuyện Cảnh Giác theo dõi một số hình ảnh do camera ghi lại hành vi đột nhập trộm cắp tại các căn nhà vắng chủ để hết sức cảnh giác. Đầu tháng 8 năm 2022, camera an ninh nhà người dân ghi lại một đối tượng mặc áo sơ mi đi bộ quan sát trong con hẻm trên địa bàn quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi quan sát kỹ, đối tượng đã leo từ ngoài vào trong nhà, lục lọi tài sản và leo ra dễ dàng. Đến cuối tháng 8, đối tượng này tiếp tục đi vào con hẻm trên để tìm cách đột nhập. Nhiều lần camera trong con hẻm đã ghi lại cho thấy đối tượng này chuyên rình rập các căn nhà vắng chủ hoặc canh chủ nhà đi ngủ để vào nhà trộm tài sản. Cùng cách thức trên, rạng sáng ngày 28 tháng 8, trên địa bàn thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, tên trộm đã leo qua hàng rào, đột nhập vào trong nhà dân, lấy đi một iPad, một điện thoại, 3 laptop cùng với tiền và giấy tờ. Tổng giá trị tài sản gần 100 triệu đồng. Còn đây là hình ảnh tên trộm cài cửa đột nhập vào nhà khi chủ nhà đi vắng tại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Tên trộm này khá bình tĩnh khi bật đèn và lấy đồ che mặt để tránh camera nhận diện khuôn mặt. Sau đó ngang nhiên đi khắp nơi trong nhà, lục lọi và lấy đi tiền cùng một số tài sản khác. Vô số những hình thức trộm đột nhập khi vắng chủ nhà cũng khiến người dân e ngại mỗi khi vắng nhà. Nhưng nhìn chung, mọi người vẫn còn mang tâm lý chủ quan trước nạn cậy cửa như thế này. Mình đi chơi qua đêm thì mình cũng có thấy mấy cái vụ việc mà bị mất đồ thì mình cũng cảm thấy là có hơi sợ, nhưng mà nó giống như là một cái suy nghĩ nó thoáng qua, là nó có động lại là cái sự sợ thôi, chứ thực ra mình cũng không có phải là để tâm quá nhiều. Cái sự và đề phòng thì nó vẫn ở mức gọi là bình thường, tại vì mọi người thì vẫn sẽ là cảnh giác thì vẫn bằng cách là đóng cửa đi ngủ, khóa hết tất cả các cửa, chứ cũng chưa có gọi là có một cái biện pháp gì đó nó quá là triệt để mà giải quyết cái vấn đề đó. Tôi thì rất là không có đến nỗi mà phải quá sợ, quá lo lắng, tại vì bây giờ bình thường cũng có người dân xung quanh, rồi hàng xóm, rồi nếu mà còn đi đêm qua đêm ấy, thì mình cứ khóa nhà chỉ có một hai hôm thôi cũng không có đáng. Mọi tài sản dù có giá trị nhiều hay ít đều có thể trở thành miếng mồi béo bở của các đối tượng tội phạm nếu chúng ta không một chút lơ là. Chính vì thế, trước khi xảy ra sự việc đáng tiếc, chủ nhà nên chủ động trong việc phòng ngừa, ngăn chặn hành vi phạm tội của các đối tượng tội phạm. Chúng ta có thể là ứng dụng những cái gì mà hiện đại của khoa học hiện giờ để áp dụng vô việc để bảo vệ tài sản. Tôi nói ví dụ như là các cái hệ thống mà báo trộm tự động từ xa, rồi chúng ta cũng phải chuẩn bị những cái số của các cơ quan chức năng mà khi mà sự cố là xảy ra từ các cái hệ thống báo động tự động này á, thì chúng ta phải ngay lập tức báo cho cơ quan chức năng để hỗ trợ, hoặc là chúng ta có thể là lưu giữ những cái số của hàng xóm để mà khi mà có chuyện xảy ra thì chúng ta có thể là nhờ ngay cái việc mà là có các biện pháp là tác động ngay vào để có thể là giúp cho ngưng ngay cái hành vi phạm tội, hoặc là có thể là điều tra xác định tung tích của cái người thực hiện hành vi phạm tội mà còn có thể là xử lý sau đó. Hơn bao giờ hết, cẩn thận trong việc bảo vệ tài sản sẽ không bao giờ dư thừa. Vì thế, người dân nên chủ động cất giữ tài sản có giá trị, đồng thời nhờ người thân hàng xóm trông coi nếu vắng nhà trong thời gian dài, đừng để mất bò mới lo làm chuồng.